chào các bạn, chưa gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người và các bạn xem cái chiếc ghe lai vỏ này. Cái mũi này là cái mũi vỏ ha, nhưng mà ở trên nó là một chiếc ghe. Nói chung là người ta đóng chiếc ghe, nhưng mà cái mũi thì cái mũi vỏ lại á, các bạn thấy chưa? Thì cái chiếc này có một cái chiều ngang là 8m2, chiều dài 25m, có trọng tải là 200 tấn. Cái chiếc này nếu mà hoàn thiện thì độ khoảng 1 tỷ mấy, 2 tỷ gì đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem cái chiếc này ha. Đây là ton này là ton 8 ly. 8 ly đây là những cái món hàng người ta phết vôi vô để mà người ta kiểm tra coi có xì không ha các bạn. Thấy chưa? Chiếc này cũng khá là bự nha. Thì mình hỏi mấy chú mấy anh thì nó là có gắn một động cơ Cummins 350. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng lên cho các bạn xem. Đây là mấy cái sắt thép mà để người ta đóng cái này nè các bạn. Ở đây thì rất là nhiều luôn. Đây, thấy không? Ở phía trước này nhìn rất là đẹp ha. Nhìn trước này cũng rất là to nha. Không phải ấy là con thì chắc nghĩ là con 8 ly vậy. 8 ly chắc ở dưới luồng, còn ở bên hông là chắc là 6 ly. Để đi vòng vòng rồi lên trên ha. Đó là bự luôn. Cái này mà chở maximum luôn là chắc là bỡ 300 tấn. Cái này thì nếu mà đóng xà lan thì nó không chở tải bằng chiếc ghe như thế này ha. Đây, xà lan nó hẹp hơn. Ở bên này thì mấy anh mấy chú cũng chuẩn bị đóng một chiếc xà lan hay sao này. Bên đây là chiếc xà lan ha anh. Đây, cái này là cái xương của xà lan này các bạn. Trước tiên thì người ta phải đi một cái mũi đi lên vậy ha. Con thì bên này vẫn là chắc con lường là mũi là 8 ly, còn ở trên nó là 6 ly. Đây, lúc nào cái lường ở dưới cũng phải vậy ha. Còn cái bên đây là cái phao này. Đây có mấy cái mối hàng thì người ta phải hàng xong thì người ta kiểm tra coi nó có bị xì hay sao á, người ta phết vôi lên. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên cho mọi người xem ha. Ở phía sau thì cũng khá là hoành tráng, cái ghe này cũng bự bự á. Đây đi lên trên thang này cho các bạn tham quan một vòng ha. Đây, lên tới nè. Đây là cái mũi vỏ này, mình lên trên này. Đây là cái nắp thành trước nha. Đây thì cái chiếc ghe này trong quá trình hoàn thiện này các bạn. Ở trong thì mấy anh đang mài lại, rồi này bắn cát và sơn này. Cũng phải là 200 tấn, nhưng mà chở maximum luôn rồi chắc cũng gắn được 300 ha, 250 cho các bạn. Bên này thì nguyên cái khung luôn, khung xương xà lan. Tiếp bên đây thì chắc mình độ khoảng 120 tấn, có thể là bị hơn, độ đáng thôi. Bên này thì ta chơi hết này. Ở chỗ này thì cũng ghe sắt tôi thấy cũng rất là nhiều. Thì bên trong này đi vô cho các bạn xem cái thang máy bên trong nha. Đây thì ở trong người ta phải mài kỹ như thế các bạn. Bên đây nó này cũng hơi ớn giò, tại vì cái chỗ nó nằm ở trên bờ đó. Đây cái này là người ta đã có sơn một lớp chống dỉ này. Đó, thấy chưa? Ở phía sau bên đây là một con sông Hậu ha. Cái này mình đang ở Long Xuyên. Đây ra vô cái hầm này cho mọi người xem nha. Đây là cái trụ bích ở phía sau này. Cái này cũng khá là bự. Nói cái mối hàng thì nói ngay người ta cũng hàng rất là sắc sảo và nét. Đây cái hầm ở trong này. Đây là cái máy người ta chùm lại rồi. Chùm lại để không thôi bụi đó các bạn. Bụi nó vô á. Đây là cái động cơ Cummins 350 ha. Nhưng mình thì không có dở ra được các anh em làm. Còn cái này thì chắc nghĩ là con này chắc khoảng 4 ly. Ra khá là mỏng ha. Đây là cái nhà vệ sinh này. Bên này cũng một chiếc đang sửa chữa. Thì chiếc này thì mình hỏi thì hoàn thiện hết cỡ tỷ mấy, 2 tỷ á. Nói chung là mình chỉ đi vòng vòng thôi. Bây giờ cái này thì người ta chưa có đổ cái vô lăng. Chiếc này thì nó không có dài bằng chiếc xà lan ha. Rồi đi không rồi mình hỏi nó té với cái báo nữa. Bây giờ đi. thì cái xưởng này thì người ta cũng đóng xà lan, ghe sắt được rất là nhiều thứ nha. Bên này thì người ta có vô mê một chiếc này. Chiếc này cũng vẫn là chiếc ghe. Không, các bạn thấy có mê chưa? Ghe người ta đang quá trình đang đóng vô. Chiếc này thì cũng không bao lâu nữa hạ thủy rồi. Nếu có dịp thì mình sẽ qua quay hạ thủy cho mọi người xem. Thì mình sẽ đi dưới cho các bạn xem cái lái ở phía sau nha. Đây là đi xuống dưới này. Đây là cái lái ở phía sau đây các bạn. Cái này thì người ta chưa có đúc chân vịt vô nha. Còn cái lơ ký thì đây, cái lơ ký này, cái này cũng nhìn cũng hoành tráng lắm chứ. Thì mình hỏi tại sao người ta không đóng xà lan, tức là người ta nói đóng xà lan thì nó chở tải không bằng chiếc ghe. Đây, xà lan nó có hai cái ấy hai bên đó, hai cái phao. Đây, cái lơ ký này thì nó cũng hơi cùng ha. Này chắc chiều ngang cỡ khoảng 2,5 tấc hay 3 tấc gì. Này. Cái này là nói chung là theo mình hiểu là người ta tránh đi vô cạn á, nó có thể bảo vệ được cái chân vịt. Đây là cốt láp này. Này thì vẫn là những cái đường vôi. Đây có cái lỗ mọt rồi kìa. Lỗ ta tan rồi chảy nước rồi nè. Vôi để người ta kiểm tra cái món hàng á, để coi nó có bị xì không ha. Còn đây là dưới luồng. Dưới luồng thì người ta chưa có vết vôi. Bên đó thì chiếc xà lan người ta cũng đang trong quá trình đóng. Chiếc này mà xả thủy thì coi nó cũng sướng lắm đây. Bên kia thì nói chung là chỗ này mà tạo thuyền thì rất là nhiều, coi rất là thoải mái luôn. Yeah. Wow. Này cũng một chiếc nè. Đó, thấy không? Cái lỗ này thì mình nghĩ gì đây? Đấy, đi ra xa lại thì các bạn thấy không, chiếc ghe nhìn cũng rất là đẹp mắt. Bắn cát vô thôi là sơn ra thôi, nhìn là thấy nó màu mè liền. Cũng to lắm chứ. Còn chiếc bên này thì có cái chân vịt sắt nè các bạn. Thì để mình ra sao cho mọi người xem cái chân vịt sắt ha. Chiếc bên này thì người ta kéo lên để kiểm tra sửa chữa cái gì đây. Đây cái chân vịt sắt này, nào giờ mình cũng mới thấy cái chân vịt sắt luôn các bạn. Tại vì mình hỏi anh hồi nãy thì anh nói là nếu mà xài chân vịt nhôm thì nó mau cong. Chân vịt này anh xài 6 năm rồi nhưng mà không thấy cong. Hoàn toàn là bằng sắt ha. Nếu mà đi cạn á, thì xài chân vịt nhôm thì nó không hay ha. Tại vì ảnh nói thôi chứ mình không có đi mình không biết. Nhưng mà nói cái này xài sắt thì cái độ cứng nó cao hơn, mà cũng khá là dày. Chân vịt này là chân vịt tay thỏ. Ở tay tượng chứ. Tay tượng thì nó tròn tròn, còn tay thỏ thì hơi dài dài ha. Còn bánh lái phía này cong luôn, chắc mình nghĩ vô cạn. Chiếc này thì cũng là ghe sắt. Ở đây thì cũng rất là nhiều ghe. Ở đây đa số thấy đóng ghe nhiều các bạn, không có thấy xà lan ha. Ở phía sau này thì cái cẩu này chắc mình nghĩ để hạ thủy này. Hoặc cái cẩu nhìn nó ở trên đó cái motor khá là bự, cáp thì cũng to nữa. Chắc mình nghĩ nào xuống cái ôm cái eo nó cái là bưng xuống luôn. Cáp bự kinh khủng khiếp luôn các bạn. Bự bằng bắp đùi mình luôn á. Dạ. Từ phía xa này lên. Nó to má ơi. Nó thấy chưa? Ở đây thì nước đây đã lắm, nước ngọt không à. Bên đây ha, bên đây cũng vậy, nhiều cực kỳ luôn.